tình yêu bắt đầu bằng nụ hôn ngọt ngào giữa một thiếu gia đẹp trai và một hot girl tập làm ca sĩ. Anh muốn em về với anh, anh sẽ mở công ty, anh sẽ làm ăn. Cái khẩu khí đó ba chưa từng nghe từ miệng của con. Cất đi, tự thân vận động nghe. Lại là với máy bay với lại xe hơi đúng không? Em sẽ trở về bên anh, hai đứa mình lập lại từ đầu. Tôi muốn ký hợp đồng, anh có làm được chưa? Là do anh vô dụng thôi. Nếu như anh biết tự tôn trọng mình, không để người khác đá mình đau tới như vậy đâu. Lê Du Quỳnh Nhi, bất cứ chuyện gì tôi nói tôi sẽ làm tới cùng, có chết cũng không dừng. Phim điện ảnh Thử Yêu Rồi Biết được công chiếu trên toàn quốc từ ngày 2 tháng 3 năm 2018.